Mèo đâu? Bà ngồi hôm nay đẹp quá nè. Ngồi mặc áo đầm đẹp nè. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn má. Nay qua đây chơi nha. Nón lên cho đẹp rồi. Ra ngoài đường con chụp hình cho. Đi đi ra ngoài vườn con chụp hình nè. Ngoài đó, ngoài đi là có nước, có đồ sẵn đó. À, cả nhà thấy bà ngoại đẹp không? Áo đầm đẹp nha. Đó ngồi con chụp hình á. Ngoại ơi nhìn đây. Ơi ơi đẹp quá, ra đây con chụp hình cho nè. Ơi ơi. Má nói gì? Cây con giấy đẹp quá. Dạ. Ơi ơi, ngồi đó chụp hình nha. Trái mình trồng ra đây trước má. Má coi cái này nè, ra bông quá trời nè. Không, là sắp sửa mình sẽ có trái rất là nhiều. Đó. Này là cây gì, sơ ri hả? Cây sơ ri á. Bông quá trời ha. À, bông quá trời. Má con nghĩ là nó đậu trái rồi nè má. Má thấy không? Con nghĩ là nó đậu trái á, không phải bông nữa đâu. Đã. Nó đậu rồi đó. Con thấy cái cục cục mà con không dám rờ. Con không dám rờ. Nè. Này cái này là không biết là bông hay là đã đậu trái rồi nè, cả nhà mình thấy nè. Đó, ai có ý kiến gì cho tao biết. Đi, đi vô đây mình ăn má. Phải chừng vấp cái này nha má. Phải chừng vấp cái này, nó đi cẩn thận. Ôi ngoại, mẹ chụp hình tắm nha. Lâu lắm mới có chụp hình với bà ngoại. Ừ. Rồi, ngồi đó mẹ chụp hình tắm. Heo quay đang nổ trong lò. Cả nhà biết không, ngoại thích ăn bánh hỏi heo quay lắm. Mà thao cũng bao nhiêu ngày thao không có làm được. Thao hứa với má mấy lần rồi cũng không làm được. Thì ngày hôm nay, ngày Mother's Day thì mình cũng dẹp hết tất cả để mà mình làm cho má món bánh hỏi heo quay. Thì Thao hy vọng là má rất là vui và ăn ngon. Má còn đi bộ không? Đi chứ bữa giờ đau lưng nghỉ. Đau lưng chỗ nào? Đau sau lưng. Nghỉ mấy bữa rồi đuôi lại. Đi đều đi ít thôi. Ngoại ơi, heo quay đây. Heo quay. Đây. Ờ, Phi, mời Phi ăn. Hả? Đây, khách đây. À, đúng đẹp quá chứ đâu. Bánh hỏi heo quay ngoại thích. Và nấu lẩu cá mú. Thấy không? Rồi, rồi giờ mình bắt đầu có gì chị đưa tiền cho má, rồi có gì quay lại cho mấy anh chị em mình coi nha. Rồi, Happy Mother's Day Phi. Rồi, bye Phi. Má, Phi bye má. Cảm ơn con nha, bye con. Hôn má nha, hôn má. Hôn má kìa. Hôn má. Không con. Rồi. Giờ lấy mấy cái gì ra mình ăn ha. Rồi. Đem ra vài cái ly anh ơi. Anh
anh nói gì? Nói ba mẹ con nhậu. Lâu lâu mới nhậu một lần. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần, bà ngoại hát như vậy đó. À, ngoại ngồi đó, ngoại ngồi đâu, ngoại muốn ngồi đâu ăn dễ nè. Đây được rồi. À, ngồi đó ha, con ngồi đó. Ngồi với nó đi. Ngồi đây đi. Dạ, ok má. Để cho được rồi. Má con ngồi với má. Ừ. Ừ. Mình có rượu đỏ má nha. Lát nữa mình lên. Tâm Anh ơi. Hôm nay mình đã ăn ngoài trời. Không, con thấy là má để con lót cái gối vậy má. Sau lưng cho nó đỡ đau. Không không, không cho nó bự. Ở đâu? Mời bà ngoại. Mời bà ngoại. Đó, lẩu đã sôi. Mình bắt đầu mình thưởng thức và nhậu. Nhậu sao má nói nè. Nói đi. Nhậu lâu chứ mới nhậu một lần. À. đưa ly cho má. Rồi mình dơ lên nha. Happy Mother's Day má. Cảm ơn các con. Happy Mother's Day mẹ luôn. Rồi ăn ngoại. Lấy cái đồ bút nha. Lấy cái đồ. Dạ. I like eating this with my mom. Sorry Bob, I'm reaching over your plate. I'm disrespectful. And just leave. Cái bánh chín rồi này con. Dạ ba. Được chưa? Có vừa chưa? Để con coi. Khó chín nữa. Thích chín thì là chín ngon. You can ask me to get you some. I just realized that's why some people say, can you get me this? Because instead of reaching over, yeah, it's kind of like, well, they're not like in front of their plate. No, not true. You're German. I'm just polite once. No, you're learning. Yes, that's what I'm saying. Keep doing that. Ở Việt Nam á má, con rất là thích ăn bánh hỏi. Did you know that Vines is bad at school? Lâu lâu mà nhà mình làm bánh hỏi, con thích lắm. She told me how young I am because she is not bad. She's bad. Khôi á, mỗi lần gặp bà ngoại á, Khôi nói về con mèo. Khôi thấy ngoại suốt ngày đi cho mèo ăn. Khôi nói mèo với bà ngoại thôi. Some children don't want what their parents want them to have. But hợp giải is different though. It's like you should. Most people. Yeah, you should. For the majority. So they can answer whatever they want. But they don't want to answer anyways because they don't want to offend anyone. Con ăn cái da cho má nghe giòn rồi nha. I don't want to hear my voice. Nhậu đêm còn nghe. Nó lên cái proi á, nó lẹ lắm. Ừ, phải đủ nóng nó mới nổ được, mới nổ cái da. Mới đầu á thì mình làm thấp thấp á để mình rồi cho chín cái thịt. Rồi nổi da. Mà lúc đó là phải đứng canh thôi là. Sợ hở cá lệnh thôi. Trời.
The thing in the oven. It's not a cake. What is this it? Was. What do you mean? This. What? Man. No, don't say it. Wait, let me. Linh nhìn thấy không có già, nó trẻ hoài luôn. Linh đó má.